Sự hợp tác độc quyền giữa Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới, Netmedia, và Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, VMG Media, với Bundesliga đã mang đến niềm hứng khởi trong lễ công bố vào ngày 21 tháng 8. Theo thỏa thuận này, họ sẽ sở hữu độc quyền phát sóng Bundesliga trên mọi hạ tầng tại Việt Nam trong 5 mùa giải sắp tới. Điều này bao gồm cả trận đấu trong khuôn khổ Cúp Quốc gia Đức, DFB Pokal, mùa giải năm 2023 đến năm 2026 mà hai đơn vị này cùng phân phối. VMG Media đã có sự tỏa sáng khi sở hữu độc quyền bản quyền World Cup 2023 tại Việt Nam cách đây 3 tháng. Điều này đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược mới của họ, bước vào lĩnh vực bản quyền thể thao và giải trí quốc tế. Vào ngày 21 tháng 8, VMG Media và Netmedia đã chính thức đạt được thỏa thuận sở hữu độc quyền Bundesliga trên tất cả các hạ tầng phát sóng trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2028. Đồng thời, họ cũng trở thành đơn vị đầu tiên đưa bản quyền giải Cúp Quốc gia Đức về Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ giới hạn trong việc phát sóng bóng đá mà còn mang theo nhiều kỳ vọng lớn hơn. VMG Media, Netmedia và Bundesliga đã thỏa thuận về các chương trình đào tạo bóng đá trẻ, cung cấp cơ hội cho các tài năng trẻ Việt Nam được huấn luyện và thi đấu tại Đức, từ đó nâng cao chất lượng bóng đá Việt Nam. Sự hợp tác này cũng đã thành công khi thể hiện trong các sự kiện giao hữu và đáng chú ý là trận đấu từ thiện True Love và chuyến du đấu của đội tuyển U17 Việt Nam. Với sự kết hợp giữa VMG Media, Netmedia và Bundesliga, tương lai của bóng đá Việt Nam sáng sủa và đầy hứa hẹn.